Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và kênh bên mình chính là Sammy Nước anh em ơi. Giờ này còn cột tóc gì nữa, lên hình này còn cột tóc nữa. Kệ, tôi đang chỉnh tay cho nó xinh mà yo. Này mọi người thấy tôi ôi, có đang xinh đúng cả. Là con gái luôn anh em ơi. Lên trên video là phải cột tóc tùm lum la. Con trai mình chỉ cần đeo mắt kính vô là lên video được rồi. Hả? Thì có một cái series mà tất cả các bạn rất là ưa thích trên kênh mình, đó chính là series 1k và 100k. Đó, bởi vậy cho nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thêm một video nữa nha. Thì hôm nay nó sẽ làm gì về cái gì nào? Đó chúng ta sẽ chơi thử thách bắt cua mini world và chúng ta sẽ nhận được phần thưởng, đó chính là một con Doraemon mô hình 1k. Đó, đây từ để mình focus cho anh em xem. Đây. Đây là Doraemon 1k nha anh em. Đó, phần thưởng dành cho người thua chính là con Doraemon nhỏ xíu 1k. Vậy còn phần thưởng dành cho người chiến thắng là gì anh em biết không? Đó chính là skin tiểu hoa siêu đặc biệt ta, mấy bạn coi nè. Đây chính là một cái skin tiểu hoa anh em ơi. Và đây chính là một cái con nhân vật mô hình búp bê các bạn ơi, rất là đẹp luôn nha. Cái con này giá ở trên thị trường của nó bán là khoảng 500.000 các bạn ơi, 500.000 một con đó nha. Nhưng mà tại vì cái video này mình nói là một đấu với 100k cho nên mình đành phải để là tiêu đề thôi. Chẳng lẽ mình để một với 500k thì nghe nó hơi kiểu sai. Đó, mình để là một với 100k nhưng thực ra con này là 500k lận các bạn, 500k lận nha. Thì người chiến thắng sẽ nhận được cái con nhân vật tiểu hoa này anh em. Nhân vật tiểu hoa cực kỳ đẹp luôn. Oh my god. Một tí nữa người chiến thắng sẽ mở hộp ra nha anh em. Ok. Ha. Sammy, mình nghĩ là Sammy là con gái cho nên chắc chắn Sammy sẽ rất là thích những cái nhân vật dễ thương như thế này. Sammy có thấy thích con tiểu hoa này không? Thích Doraemon hơn. Tại vì Doraemon có cái tuổi thần kỳ nè, con tiểu hoa không có tuổi thần kỳ không? Nhưng mà con tiểu hoa này nó đẹp hơn và nó đắt tiền hơn. Hiểu không? Nói chung đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng và bọn mình để xem thi đấu có ai sẽ là người nhận được nhân vật tiểu hoa nha. Ok, let's go. Thi đấu thế nào? Đầu tiên, các bạn hãy vào Google Play. Sau đó, search cái tên Nox Security. Tiếp theo, các bạn chọn ứng dụng xuất hiện ở dòng đầu tiên và nhấn cài đặt. Ứng dụng này chiếm rất ít dung lượng nên những bạn nào máy yếu thì vẫn cứ yên tâm mà tải về nhé. Cài đặt xong rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở ứng dụng lên nhé. Ứng dụng Nox Security, một phần mềm tuyệt vời trong việc diệt virus, lỗ hổng, khóa ứng dụng và chặn các cuộc gọi làm phiền thông báo cùng với các tính năng khác nữa. Đầu tiên, các bạn hãy mở phần mềm lên, chọn khóa ứng dụng, vẽ ra mật khẩu mà các bạn mong muốn. Sau đó chọn ứng dụng cần khóa là xong. Tính năng thứ hai, chặn cuộc gọi làm phiền. Nhập số điện thoại cần chặn. Vậy là xong, vô cùng tiện lợi và nhanh gọn. Ứng dụng tiếp theo, kiểm tra và dọn dẹp virus. Và còn nhiều các tính năng khác nữa, chỉ cần tải phần mềm này về thì chiếc điện thoại yêu quý của các bạn sẽ luôn luôn được giữ an toàn một cách tuyệt đối. Link tải phần mềm mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả, các bạn hãy tải về và ủng hộ cho ứng dụng này nhé. Ok, và mình cũng không quên thông báo với anh em rằng là trong cái app này có một cái phần mini game chào mừng ngày 2 tháng 9. Đó chính là giải nhất thì sẽ được một cái điện thoại Vivo V15 và giải nhì sẽ được một cái loa Bluetooth R551N. Và cái mini game này diễn ra vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2019. Cho nên các bạn mau mau tải về đi nha, chỉ có 2 ngày thôi nha. Bạn nào mà chưa có điện thoại mạnh để chơi game thì hãy mau mau tải cái app này về để có thể có được, sở hữu cho mình được một chiếc điện thoại thật là mạnh để có thể chơi game nha. Ok, biết đâu các bạn may mắn trúng điện thoại sao đúng không nào. Mau mau tải về đi nào. Ok, và mọi người ơi, bây giờ mình đã mời Sammy vào trong game rồi đây. Trời, Sammy, tại sao bà lại đứng trên đầu tôi vậy? Biết đâu, vào giao diện game nó cho vậy mà. Trời ơi, trời, đi xuống nha, đi xuống ngay. Trời, học ngu luôn bây giờ, trời, ai cho bà bước cái đầu tôi vậy hả? Hả, kỳ quá vậy? Hả, kỳ quá vậy? Hả, chơi cái kỳ vậy, chơi bước cái đầu ta kỳ vậy? Trời, do người ta mà, phải do tôi đâu. Ok, thì bọn mình đang chơi một con map hero của một bạn có tên là Kyron Nguyễn các bạn ơi. Bạn này là một trong những cái bạn là fan, có thể nói là fan chân chính của Hero Team đó các bạn ơi. Tại bạn ấy là xây cái map Hero Team rất là nhiều luôn. Và mình cảm ơn bạn này đã xây những cái map này để tặng cho Hero Team nha. Cảm ơn em nha, Kyron Nguyễn nha. Ok, và bây giờ mình với lại Sammy sẽ cùng nhau thi đấu bắt cua. Và để xem coi ai sẽ là người chiến thắng để có thể nhận được cái gì ta, con mô hình tiểu hoa nha anh em. Đó, chắc chắn là tôi sẽ là người nhận được rồi. Ok, bắt đầu nào. Trời ơi, Sammy bắt cua dở lắm anh em ơi. Nhưng mà không sao, con map này xây cũng rất là dễ luôn. Cho nên mình nghĩ là Sammy vẫn có thể chơi được. À, ok, đi thế nào. Let's go, bơi lên nào. Trời ơi. Yeah, lên nào. Đây, bây giờ mới dịch lên trên đây nè. Thì chúng ta sẽ lưu điểm hồi sinh ở đây. Đó, đây, nè Sammy. Đây, đầu tiên chính là cái bước nhảy có hình củ cà rốt. Đố mấy bạn nha, những bạn nào đang xem video của mình nè, đố mấy bạn củ cà rốt chính là gì ta,
Củ cà rốt chính là cái hình tượng của ai trong Hero Team nha. Đó, chẳng hạn như mình đi, mình hình tượng của mình là cái heo nè. Đó, còn hình tượng của Sammy là cá mập nè. Vậy cái củ cà rốt này là hình tượng của ai? Các bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, bắt đầu bắt cua thế nào. Đó, thì mình sẽ bắt đầu nhảy thế nào. Mới vô thì chúng ta sẽ thấy rằng nó bắt cua khá là dễ, bởi vì là cái khoảng cách nó không có quá xa. Đó, nè, mới đi đến đây là thấy có chữ Hero Team nè. Sam này để coi nè. Nguyên một cái chữ Hero Team to đùng ở đây luôn á. Ghê không? Đúng là fan chân chính của Hero Team có khác á. Rồi, nhảy qua đây. Rồi ok. Đó, thấy không? Cái map bắt cua rất là dễ luôn. Sammy vẫn có thể chơi được chứ không phải là không chơi được luôn nha các bạn nha. Ok. Đây, tu điểm hồi sinh nè. Đến màn thứ hai nè. Màn thứ hai chúng ta sẽ đi đến được một cái cái cục gì vàng vàng đây. Cục này vàng vàng là cục gì vậy? Cục xanh lam vàng hả? Ủa. Con này là con gì ạ? Con vịt mấy bạn ơi. Con này là con vịt mấy bạn ơi. Hiểu rồi, đây là con vịt hả? Đố mấy bạn nha, con vịt chính là hình tượng của ai trong Hero Team, các bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Đó, mình thấy là ở đây coi bạn này đang xây mấy cái con vịt nè. Trời ơi, ok, chúng ta tiếp tục bắt cua thôi nào. Let's go. Đi thế nào. Bạn này xây dễ thương quá nhờ. Bạn này xây rất là đẹp luôn. Nói chung là bạn Kyron Nguyễn là một trong những các bạn xây rất là đẹp luôn, xây cực kỳ đẹp luôn. Ok, Sammy đang bắt cua cũng khá là đỉnh cao nha. Nãy giờ nhảy chưa thấy té cái nào nha. Ghê. Ok, rồi, lên tới đây nào. Rồi, tôi để hồi sinh, đến màn thứ ba rồi. Màn thứ ba chúng ta sẽ đi đến. Ủa sao cái chỗ này là... tôi té. Trời ơi, gì mà té vậy? Ủa cái gì kì vậy? Sao mà Sammy chưa té mà mình té trời? Không, tại chỗ này nó cái chỗ tôi nhảy là ở bên dành cho pro, hiểu không? Cho nên là tôi bắt cua dở lắm, cho nên tôi sẽ nhảy bên phần nước thôi. Qua đây. Ok, màn số 4 nè. Từ nãy giờ chưa thấy thêm hình tượng của ai nữa nha. Ôi, tiếp theo là cái này, màn này xây hình như là cái bánh kem mấy bạn ơi. Cái bánh kem. Ok, nhảy qua nè. Ây da, ui, có khi nào mình nhảy qua kia xong mình chết luôn không ta? Tôi thấy cái máu của tôi cũng gần hết luôn nè. Ôi, 35 máu, trời ơi, chắc tôi chết quá. 15 máu, no. Có khi nào chết không ta? Ôi, không chết, mày qua không. Trời, chết, không chết. Ồ, tôi không chết nè. Ở, coi Sammy có chết nha, nãy tôi chết một mạng nè. Ui. Sammy chết queo luôn mấy bạn ơi. Ok, thôi mình đi tiếp nào. Sammy chết rồi. Đến màn số 5 nè. Ok, màn số 5. Màn số 5 là ở đây. Màn này xây một cái gì ta? Cây xương rồng mấy bạn ơi. Một cái cây xương rồng. Đó. Rồi. Thôi nói chung là bây giờ mình sẽ tiếp tục mình bắt cua thật là nhanh để mình còn nhận cái skin tiểu hoa nó Sammy bên kia kìa. Không thôi thì tí nữa Sammy mà vượt mặt mình đó là mình mất cái skin tiểu hoa luôn sao? Đó, ok. Nhầm cái mô hình chứ, cái mô hình búp bê tiểu hoa sao đúng không? Ok, nhảy qua đây. Rồi. Mình đến màn số 7 đây nè. Lưu điểm hồi sinh. Ok. Cái màu hồng này nè, đố mấy bạn nha. Trong Hero Team, người nào có skin màu hồng, bạn nào biết bình luận cho mình biết nha. Chắc chắn chỉ có thể là fan cứng của Hero Team mới biết được rằng màu hồng là màu của ai thôi. Đó, ok. Tiếp tục nào. Ôi, nhưng mà kỳ quá ta. Từ nãy giờ mình vẫn chưa thấy có cái màu xanh nào hết. Chẳng lẽ bạn này không xây cho mình ta? Kỳ quá à. Trời ơi, chẳng lẽ bạn này xây cho anh Dịch, cho Timmy, cho chị Camui mà không xây cho mình. Buồn quá vậy. Hero Team sao thiếu mình kỳ vậy? Ok, lại tiếp tục là màu hồng nè. Không thấy màu xanh của mình nữa hết em ơi. Trời ơi, buồn quá. Ok, nhảy lên đây nào. Ủa, Hero Team có ai màu tím hả chạy? What? Kỳ ta, ủa tính ra là ổng có thể thay thế màu thành màu xanh dương của tôi mà. Tại sao ổng lại xài bằng màu tím? Trong Hero Team đâu có ai màu tím đâu. Ui, Sammy gần đuổi kịp mình rồi. No, chạy mấy bạn ơi. Ây da, tôi muốn chết luôn rồi, tôi bị hết máu rồi. No. Ui, Sammy đuổi kịp mình rồi. Không được. Mình không thể nào thua được. Mình phải là người nhận được cái skin của nhân vật tiểu hoa mấy bạn ơi. Ok. Qua đây. Ok, nhảy qua đây nè. Rồi, mình đi trước rồi. Sammy vẫn còn ở bên dưới. Chạy nhanh. Màn số 9 đây nè. Hello, gì mà hello. Tôi quê rồi. Rồi, Sammy té rồi. Ủa chưa hả? Ok. Thôi, nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Ok rồi, qua được rồi. Màn số 10 nè, tôi tới màn số 10 nè. Sammy đến đâu rồi? Từ nãy giờ vẫn chưa thấy cái màu xanh của mình mấy bạn ơi. Buồn vậy. Trời là trời mấy bạn ơi, kỳ quá. Ông này ông xây cái màu xanh ta. Buồn quá vậy. Trời ơi, mình là một trong những thành viên của Hero Team, thành viên chính luôn mà sao ông không xây mình ta. Đến màn số 12 nè. Wow. Rồi lại tiếp tục là có màu trắng. Mình không hiểu là ông này ông xây những cái skin của những nhân vật nào mà trong Hero Team làm gì có màu trắng trời. Té nữa ơi. Trời ơi. Nhảy lên đây. Ok, qua được rồi nè. Rồi mình nhảy lên được rồi. Mình là một trong những cái đứa bắt cua khá là dở mấy bạn ơi, cho nên là bọn mình bắt cua có dở quá thì mấy bạn thông cảm cho mình nha. Ôi, vẫn chưa thấy màu xanh mấy bạn ơi, màu xanh dương của tôi đâu? Tại sao ông này ông lại không xây màu xanh dương của mình? Ông này ông ghét mình hay gì ta? Kỳ quá nha.
Nên nãy giờ mình thấy có mấy cái màu rất là lạ. Ơi, màu xanh dương nè, màu xanh dương nè. Ủa nhưng cái màu này là màu của Simmy mà. Màu xanh dương lợt này là màu xanh dương của Simmy. Mình là xanh dương đậm cơ. Ok. Rồi, màn số 15 đây nè. Cái tận màn số 15 thì vẫn chưa thấy skin của mình mấy bạn ơi. Phải nồi thôi. Nhảy qua đây. Rồi lên đây, lên đây. Ui. Ui khoan. Ui. Sao mày không lên được vậy? Chết quá. Ok, lên được rồi. Rồi, qua đây. Rồi sao nhảy xuống hồ nước đúng không? Ui. À, ok. Màn số 16 nè, Sammy đến màn số mấy rồi? 12 rồi. Vậy là mình đã vượt qua Sammy rồi các bạn ơi. Hợp lý. Quá hợp lý luôn các bạn ơi. Cái mô hình tiểu hoa kỳ này thuộc về mình rồi. Mình chiến thắng rồi các bạn ơi. Màn số 17 nè. Mình nghi là trong đây có 20 màn. Đó, mình nghĩ là như vậy. Ok, gần chiến thắng rồi. Gần chiến thắng rồi. À, lên đây. À, ok. Đây. Ở đây. Bắt tôi đây. À, oh, no, té rồi, chết tôi rồi. Trời ơi là trời. Ok, nhảy lại. Nhảy lên nè, chỗ này khá là khó nhảy nha. Ok, được rồi, trời ơi, chỉ cần tập trung xíu là qua được thôi. Màn 19, ok, gần win rồi. Ở lại tiếp tục là màu hồng của Timmy, vẫn chưa thấy cái màu xanh trung đậm của mình. Buồn quá nha. Mình hy vọng là sẽ có nhiều bạn say map, sẽ có say mình trong đó. Mấy bạn say mà không say mình cả. Mấy bạn không thích mình phải không? Trời ơi, buồn quá mà. Ok, nhảy qua đây. Rồi, đến màn của con thỏ nè, màn số 20. Trong team Hero làm gì có con thỏ, chỉ có Hùng Akira là con thỏ thôi mấy bạn ơi. Phải nồi thật. Ok. Rồi, mình thấy cái đường win trước mặt các bạn ơi. Yeah, vượt qua cái này nữa là mình chiến thắng rồi nè. Yeah. Ok, lưu điểm hồi sinh. Yes. Mấy bạn ơi, mình đã giành chiến thắng rồi mấy bạn ơi. Yeah. Ok, leo lên đây ngồi. Sammy ơi. Hả? Tôi chiến thắng rồi. Sao vậy? Ok, win rồi. Thôi bây giờ tôi sẽ ăn cái ngôi sao này. Và mình sẽ win đó bạn ơi. Là coi như cái skin tiểu hoa là thuộc về mình rồi. Yes. Yeah. Ok, Sammy bị bỏ lại rồi. Ok. Bye bye Sammy nha. Tôi lấy skin tiểu hoa đây. Ta-da. Win. Ok các bạn ơi, và mình là người chiến thắng anh em ơi. Mình đã nhận được mô hình skin tiểu hoa rồi các bạn ơi. Đây, đây chính là mô hình skin tiểu hoa nè. Bây giờ mình sẽ mở cái mô hình này ra cho anh em xem nha. Ok. Quá đã luôn các bạn ơi. Ở đây nó có cái tem của Mini World nè. Mình sẽ bóc nó ra. Đó, bóc nó ra. Thôi mở bên dưới luôn cho nó nhanh, cho nó đỡ hư cái hộp các bạn ơi. Mình để dành cái hộp lại để mình trang trí anh em hiểu không? Màu mè dễ sợ luôn á. Màu mè gì phải để trang trí chứ. Mở ra nè. Skin nhân vật tiểu hoa. Ui, mở ra chúng ta sẽ được một tấm thẻ của nhân vật tiểu hoa. Đây. Đây là skin nhân vật tiểu hoa nè. Khá là xinh luôn. Lấp lánh luôn nè, các bạn thấy không? Có cầu vồng đồ luôn nè, ghê không? Quá đỉnh luôn. Ok, bây giờ nó sẽ mở con tiểu hoa ra nha các bạn xem nè. Mở ra này. Shada. Siêu đẹp luôn các bạn ơi. Wow, các bạn xem nè. Đó. Ôi. Nhân vật tiểu hoa. Wow, trời ơi mấy bạn coi nè. Từng bộ phận của con tiểu hoa, từ cái tay nè, cái chân nè, cái đầu nè, làm cực kỳ đẹp luôn nha. Và cái màu cực kỳ đẹp luôn các bạn coi nè. Cái áo nè nhìn rất là mềm mại luôn á. Có cột tóc lên đàng hoàng luôn nha. Nè, cột tóc lên đàng hoàng luôn nè. Đó. Tóc nè được cột lên nè. Rồi đây có hai cái nơ nữa nè. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow, trời ơi bạn xem nè. Nhân vật quá đẹp luôn. Rất là tinh xảo luôn á, thật sự. Rất là tinh xảo luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Cái người nào mà làm được cái con nhân vật này ngoài đời á, chắc người này cũng phải là khéo tay lắm luôn á, bởi vì nó rất là đẹp luôn và cực kỳ giống trong game luôn các bạn ơi. Có bạn nào thấy thích con nhân vật này không? Bạn này mà đẹp, bạn nào mà thấy thích cái con nhân vật tiểu hoa này hãy bình luận cho mình biết nha. Đó, thì nói chung á là mình đã là người chiến thắng và mình cái con tiểu hoa đã thuộc về mình rồi. Nhưng mà bởi vì mình là con trai cho nên là mình không có thích mấy con nhân vật nữ, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ nhường con tiểu hoa lại cho Sammy. Thật luôn hả? Thiệt. Đó, khoan. Với một điều kiện. Gì? Đó chính là Oshin Sammy sẽ phải làm Oshin cho Phong Cận 10 ngày. Đây làm 10 ngày được con kia. Phải làm thôi. Vậy thôi, nếu mà không muốn làm Oshin thì cũng không sao. Mấy bạn chỉ cần là like video này để cho video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ tặng cái con này cho Sammy nha. Còn nếu mà không đạt được 10.000 like thì mình sẽ không tặng cho Sammy nữa. Đó. Chịu không? Ok, rồi kêu gọi mấy bạn đi. Mọi người ơi, đừng quên like video Phong để 10k lại để mình được con tiểu hoa cực kỳ cute này. Rồi, ok, bây giờ tạm thời mình sẽ tặng cho Sammy trước. Còn nếu như mà sau vài ngày mình thấy không lên được 10k like thì mình sẽ lấy lại. Còn nếu mà được 10k like thì mình sẽ tặng cho Sammy luôn. Ok, nè, tặng Sammy á.
Đó, ok. Thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Camui TV, Mèo Simmy, Sammy Đào Khang Dừa và Kyron để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero nha. Vậy bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.